Để tôi hỏi bạn câu này. Có bao giờ bạn cảm thấy sợ hãi khi phải nhấc máy điện thoại lên gọi cho khách? Hoặc bạn cảm thấy hồi hộp lo lắng khi phải tới một cuộc hẹn với khách? Bạn có cảm thấy mình có cái sự sợ hãi nhất định khi phải bán hàng, phải tiếp xúc với khách hàng? Nếu như đó là nỗi sợ mà bạn đang có, hay nói cách khác, bạn muốn bán hàng, muốn kinh doanh nhưng bạn lại sợ cái quá trình bán hàng, thì video hôm nay là dành cho bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn 5 bí quyết để giúp bạn đánh bay cái nỗi sợ hãi khi phải gặp khách để bán hàng. Nào, một câu hỏi mà tôi nhận được nhiều nhất mà chủ yếu là từ những bạn mới đi làm sales, những bạn mới làm kinh doanh, đó là làm thế nào để vượt qua nỗi sợ hãi phải đối diện với khách hàng để bán hàng? Điều này có vẻ như là một cái nỗi sợ chung của rất nhiều người. Tôi cũng đã từng như vậy bởi vì tôi là một người hướng nội. Mà một người hướng nội thì vốn đã không cảm thấy thoải mái khi phải tiếp xúc với người lạ, cho dù bạn rất muốn làm cái việc đó đi nữa. Thế nhưng, cái sự thật đằng sau cái nỗi sợ hãi đó là gì? Có thật là sales là nghề bán hàng đáng sợ đến như vậy hay không? Chẳng lẽ người khác mua sản phẩm của bạn lại đáng sợ đến như vậy hay sao? Thực tế thì, nỗi sợ hãi này bắt nguồn từ việc bạn lo lắng người khác sẽ không mua sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đang muốn bán. Hay nói cách khác, bạn sợ cái tình huống bị khách hàng từ chối. Hoặc là bạn sợ bị người khác đánh giá vì mình đang bán một thứ gì đó mà họ không muốn mua. Bởi vì đơn giản, bạn cũng đã từng trải nghiệm cái cảm giác bị những người bán hàng khác làm phiền, tìm cách để bạn mua sản phẩm mà họ đang bán, có phải không ạ? Đó chính là lý do vì sao mà nghề sales, người bán hàng đôi khi bị nhìn nhận dưới một cái ánh mắt, cái góc nhìn không thiện cảm. Tuy nhiên, nếu như có thể nói một từ để bạn có thể thay đổi được cái nỗi sợ hãi này, thì tôi muốn bạn hãy thay thế cái từ bán hàng bằng cái từ giúp đỡ. Nghĩa là hãy nhìn nhận bán hàng chính là giúp đỡ những người khác. Và bạn cũng phải hành xử, tiếp xúc với khách hàng theo cái cách đó. Bởi vì nỗi sợ hãi trong bán hàng bắt nguồn không phải từ đâu khác, mà từ chính bản thân của bạn. Bạn lo lắng rằng mình làm thế nào để có thể thuyết phục được người khác mua những thứ mà chưa chắc họ đã thực sự cần. Và vì thế mà bạn cảm thấy sợ hãi. Đó không phải là sales, không phải là phong cách bán hàng mà tôi muốn truyền tải tới bạn. Mà thực chất, bán hàng chính là giúp khách hàng hiểu tại sao họ muốn mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Bằng cách hướng dẫn, giải thích, chia sẻ, thậm chí là đào tạo, dạy lại cho khách hàng để họ thấy được rằng những giá trị mà họ nhận được thông qua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn là hoàn toàn tốt và dựa trên lợi ích của họ. Nếu như bạn nhận thấy rằng phần lớn thời gian mình tiếp xúc với khách hàng, bạn phải cố gắng tìm mọi cách để thuyết phục, để lôi kéo khách hàng, để họ có thể đồng ý mua, thì có hai vấn đề có thể xảy ra ở đây. Thứ nhất, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn không thực sự tốt và không có ý nghĩa nhiều đối với khách hàng. Họ không thấy bất kỳ cái giá trị gì khi phải bỏ tiền ra để mua về cả. Hoặc thứ hai, bạn không làm tốt việc truyền tải những cái giá trị đó tới cho khách hàng, dẫn tới việc họ đánh giá không hết giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đang bán. Chỉ có thể là như vậy. Vậy thì làm thế nào để vượt qua được cái sự sợ hãi này trong bán hàng? Làm sao để bạn cảm thấy thoải mái nhất khi tiếp xúc với khách? Sau đây là 5 cách hay là 5 bí quyết mà tôi đã rút ra cho mình trong nhiều năm làm việc. Thứ nhất, bạn cần phải suy nghĩ lại về cái nghề bán hàng này, rằng đây là một nghề chuyên nghiệp giống như tất cả những nghề đòi hỏi cái người làm việc phải trở thành một chuyên gia hoặc trở thành một vận động viên chuyên nghiệp chẳng hạn. Nào, chính vì cái cách tuyển dụng quá dễ dàng và cái cách tham gia vào nghề sales quá đơn giản, cho nên nhiều người nghĩ rằng không cần phải quá coi trọng rèn luyện trong cái nghề này. Cứ đăng quảng cáo, cứ gọi điện thoại tới càng nhiều người càng tốt, càng nhiều khách hàng càng tốt thì sẽ ổn hết. Không đơn giản là như vậy. Tôi muốn bạn thay đổi lại suy nghĩ một cách rất nghiêm túc về công việc của mình, bởi vì nghề sales đòi hỏi bạn phải thường xuyên rèn luyện một cách chăm chỉ, thậm chí là hàng ngày, để bạn có thể trở nên tốt hơn. Bởi vì nghề bán hàng đòi hỏi rất nhiều các kỹ năng phụ trợ cho công việc tưởng chừng như đơn giản của bạn. Tôi lấy ví dụ, bỏ qua cái việc bạn phải thường xuyên hàng ngày tìm hiểu thông tin về sản phẩm, về thị trường hay về đối thủ cạnh tranh ra, đó là điều chắc chắn bạn phải làm. Thì mỗi ngày bạn cần phải rèn luyện bằng cách là tìm ra những cái lý do từ chối của khách hàng và nghiên cứu cách xử lý hiệu quả nhất cho phù hợp với sản phẩm hoặc dịch vụ của mình và tập luyện thực hành nó.
hoặc là bạn phải bổ sung cả những kỹ năng giao tiếp, rồi thì hiểu tâm lý của người đang nói chuyện với mình như thế nào. Ngoài ra bạn còn cần phải hiểu cả về các lĩnh vực mà khách hàng của bạn đang làm việc. Ví dụ, bạn bán hàng cho doanh nghiệp, tức là bán hàng B2B, thì bạn phải hiểu về cơ cấu hoạt động, cách thức vận hành, các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, v.v. Như vậy thì khi trao đổi với khách hàng, bạn sẽ trở thành một chuyên gia, giúp đỡ cho khách hàng được nhiều hơn, chứ không chỉ đơn thuần là đóng vai trò một người truyền thông tin, giải thích các tính năng của sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng. Như vậy thì ai cũng làm được cả, có phải không ạ? Mà để làm được những điều đó thì bạn phải thường xuyên rèn luyện, phải tự bổ sung những kiến thức cho mình mỗi ngày. Đọc, học, nghe, xem tất cả những thứ có thể giúp cho bạn trở nên tốt hơn. Đó là cách duy nhất để bạn có thể hoàn thiện chính bản thân mình. Bí quyết thứ hai để giúp bạn vượt qua cái nỗi sợ hãi trong nghề bán hàng, đó là tập luyện và tập luyện thật nhiều. Nào, hầu hết mọi người đều sợ khách hàng đưa ra các lý do từ chối, có phải không ạ? Giá của công ty em sao mà đắt thế? Anh phải suy nghĩ thêm, chị phải hỏi ý kiến của chồng, v.v. Tất cả những điều đó là một phần không thể thiếu của nghề sales, đó là việc xử lý từ chối của khách hàng. Và đó cũng là cái nỗi sợ của rất nhiều người. Thế nhưng, để tôi hỏi bạn cái điều này ạ. Tại sao chúng ta lại sợ? Tại sao bạn lại sợ những cái điều đó? Đó là bởi vì bạn không biết xử lý như thế nào. Hay nói cách khác, chúng ta sợ những gì mà chúng ta không biết. Còn nếu như bạn biết cách xử lý từ chối, thì bạn thậm chí còn mong chờ khách hàng đưa ra cái lý do đó để bạn giải quyết một cách mượt mà và ngọt ngào, có phải không ạ? Bạn sợ gặp người lạ bởi vì bạn không biết nói gì. Bạn sợ tham gia một thử thách mới bởi vì bạn không biết điều gì sắp xảy ra. Chúng ta đơn giản sợ hãi là bởi vì chúng ta không biết cách xử lý như thế nào cả. Vậy thì cách để giải quyết đó là gì? Tìm ra cách xử lý và tập luyện hàng ngày, đó là cách duy nhất. Nào, để tôi chia sẻ với bạn một hoạt động mà tôi thường làm với nhân viên của mình để tập luyện xử lý các tình huống trong bán hàng. Nó giống như một trò chơi nhập vai vậy. Tức là tôi có các tình huống và các cách xử lý được viết sẵn ra những tấm thẻ flashcard như thế này. Bạn nhờ đồng nghiệp của mình đóng vai một người khách hàng và tập luyện hàng ngày cái cách bạn trả lời nếu như khách hàng đưa ra một cái lời từ chối, một tình huống từ chối nào đó, bất kỳ. Bất kỳ một tình huống nào, một cách ngẫu nhiên giống như là bạn học thuộc bài lúc còn đang đi học cấp 2, cấp 3 vậy, lúc còn bé vậy. Bạn tập cho tới khi nó trở thành một phản xạ, cho tới khi cái cách bạn diễn đạt thật là tự nhiên, thật là thuyết phục. Đó là cách để mà tôi cảm thấy tự tin trước những cái lời từ chối, và bạn cũng nên làm như vậy. Cái bí quyết thứ ba để bạn vượt ra khỏi sự sợ hãi, đó là hãy thư giãn, đặc biệt là khi gặp khách hàng. Nào, có rất nhiều bạn nói với tôi rằng em đã chuẩn bị rất kỹ càng, nhưng đến lúc gặp khách hàng thì vẫn quên hết tất cả, lúng túng và lo lắng, đặc biệt là khi bạn phải thuyết trình cho khách hàng chẳng hạn. Hay là bạn đi gặp khách hàng với sếp của mình chẳng hạn, lúc nào trong đầu của bạn cũng văng vẳng cái câu nói rằng sếp đang quan sát và đánh giá mình, mình phải làm sao đây, mình phải làm thật tốt, vân vân. Thực ra tất cả những cái điều đó đều là do bạn tự tạo ra cho mình cả, tất cả cái sự căng thẳng đó. Vì thế, cái lời khuyên của tôi là bạn hãy thư giãn, hãy hít thở thật sâu vài lần để điều hòa lại cái nhịp tim của mình và bước vào phòng họp với khách hàng. Bởi vì thế này ạ, tất cả chúng ta đều là con người và đều phải trải qua những cái giờ phút căng thẳng như vậy. Chúng ta hiểu và thông cảm cho những người khác nếu như họ có mắc lỗi, một lỗi nhỏ nào đó trong khi gặp mặt. Và khi bạn thư giãn như vậy, thì ngay cả khi bạn có nói không chính xác một cái điều gì đó, thì bạn có thể biến nó thành một câu chuyện vui hoặc làm nhẹ nhàng các tình huống đó. Và đối tác của bạn, khách hàng của bạn cũng không coi nặng cái vấn đề này. Còn nếu như bạn cứ quá căng thẳng, thì những người khác cũng sẽ cảm nhận được cái sự căng thẳng đó của bạn. Và mọi thứ khác chắc chắn sẽ đi theo cái chiều hướng mà bạn không mong muốn. Tôi có một người bạn làm sales rất giỏi, và cái vũ khí mạnh nhất của anh này trong những cái tình huống khó, đó là cái điệu cười lớn của anh ta, phá vỡ cái không gian trầm lắng của buổi họp lại. Nó giúp cho mọi người trong phòng họp giải tỏa và mọi chuyện được giãn ra nhẹ nhàng hơn mỗi khi nào mà hai bên đang phải bàn luận cái vấn đề gì đó nó quá căng thẳng. Chính vì thế, hãy tập thư giãn khi gặp khách hàng. Bạn không coi nhẹ cái buổi gặp đó, mà bạn chỉ cần thư giãn để có thể ở vào cái trạng thái tốt nhất khi gặp khách hàng mà thôi. Bí quyết thứ tư, học và đọc thật nhiều các tài liệu liên quan tới bán hàng. Nào, tất cả những điều mà bạn nghe được của tôi, bạn cũng có thể nghe được, học được từ những người khác hoặc từ những cuốn sách khác. Bởi vì tôi cũng đã từng như bạn, và tôi học, tôi đọc thường xuyên để tìm ra cái phương thức hiệu quả nhất cho mình.
Chứ tôi không tự sáng tạo, tôi không tự vỗ ngực nói rằng tôi sáng tạo ra một cách bán hàng, một phương thức bán hàng nào mới cả. Vì thế, nếu bạn nào nói rằng tôi nói giống một cuốn sách nào đó, thì tôi sẽ coi đó như một lời khen. Vì như vậy có nghĩa là tôi đã từng đọc cái cuốn sách đó. Và đó cũng là điều bạn nên làm. Đọc, học, tham gia các khóa đào tạo, các khóa huấn luyện thật thường xuyên để giúp mình phát triển nhanh hơn. Và đừng có ỷ lại, mong chờ vào cái sự giúp đỡ của công ty của bạn. Nếu như công ty của bạn lớn, có kinh phí để đào tạo nhân viên thường xuyên, thì đó là điều tốt. Còn nếu không, thì bạn có thể tự học được cơ mà. Có phải không ạ? Những video như thế này của tôi đầy rẫy trên YouTube, trên Facebook. Sách vở thì đủ thể loại, sách cứng, sách mềm, sách điện tử v.v. Hoặc bạn chỉ cần subscribe YouTube và follow Facebook của Coach Duy Nguyễn là bạn cũng sẽ được thông báo về kiến thức mới thường xuyên. Điều này có tốn nhiều thời gian của bạn không ạ? Không hề. Cái thứ duy nhất đang ngăn cản bạn tìm tới những kiến thức này là cái sự trì trệ và cái tư duy không cần phải bổ sung kiến thức của bạn mà thôi. Cho nên, hãy thường xuyên bổ sung kiến thức cho bản thân mình trong cái lĩnh vực này. Ngoài ra tôi biết sẽ có bạn hỏi là nên đọc cuốn sách gì về bán hàng, về kinh doanh cho hiệu quả. Câu trả lời của tôi là đọc tất cả và thử tất cả, tìm ra cái cách phù hợp nhất cho mình. Bởi vì không phải cái cách phương thức nào, cách bán hàng nào cũng phù hợp với tất cả mọi người. Đó là lời khuyên của tôi. Và sau cùng, bí quyết thứ 5. Hãy tìm cho mình một người coach, một người mentor để giúp bạn phát triển nhanh hơn. Nào, có rất nhiều người giỏi trong cái lĩnh vực này ở xung quanh bạn và họ có thể sẵn sàng cho bạn những cái lời khuyên hoặc là dành thời gian để nói chuyện với bạn để giúp bạn làm việc hiệu quả hơn và vượt qua được các nỗi sợ hãi. Những người đó có thể là người thân trong gia đình, bạn bè của bạn hoặc là bạn của bạn, hàng xóm hay là dễ thấy nhất là đồng nghiệp trong công ty chẳng hạn. Nếu như bạn nhận thấy ai đó thực sự tốt trong công việc này thì hãy đề nghị được giúp đỡ. Tôi biết có rất nhiều người nói rằng những người đó sinh ra là để làm sales, họ vốn đã có những cái tính cách để phù hợp với cái nghề này rồi. Để tôi nói với bạn điều này, đó là những cái suy nghĩ lệch lạc, những cái lời tự bào chữa cho bản thân của mình. Bởi vì tất cả những người làm sales giỏi đó, họ đều phải trải qua những cái điều mà bạn đang trải qua ngày hôm nay. Họ cũng phải nỗ lực để vượt qua những cái nỗi sợ hãi giống như bạn lúc này. Họ chẳng qua là đi trước bạn vài năm mà thôi. Và vì thế, họ có nhiều kinh nghiệm hơn, rèn luyện nhiều giờ hơn, gặp nhiều khách hàng hơn là bạn. Điều đó có nghĩa rằng, đó là một tin vui dành cho bạn, bởi vì bạn cũng sẽ đạt được như vậy nếu như bạn thực sự cố gắng giống như họ. Nhưng ngược lại, một tin không vui khác dành cho bạn, đó là những cái kết quả này cần có thời gian. Không phải là ngày một, ngày hai, một sớm một chiều là bạn có thể đạt được. Vì vậy, hãy kiên nhẫn, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người giỏi hơn để rút ngắn cái con đường của mình lại một chút. Nhưng dù thế nào đi nữa thì bạn vẫn sẽ phải bỏ công sức, bỏ thời gian để rèn luyện, học tập, kiên trì đối mặt với những lời từ chối, vấp ngã thường xuyên và lại tiếp tục đứng lên đối mặt với những khách hàng mới. Đó là cách duy nhất. Tôi không tin có bất kỳ ai có thể cho bạn một giải pháp để trở thành một người bán hàng siêu cấp siêu tốc được cả. Đó chính là 5 điều, 5 bí quyết mà tôi muốn chia sẻ với bạn trong video hôm nay để giúp bạn vượt qua cái sự sợ hãi trong nghề sales. Thứ nhất, hãy nhìn nhận nghề này là một nghề chuyên nghiệp và thật sự nghiêm túc với nó. Thứ hai, tập luyện thật nhiều, thật thường xuyên. Thứ ba, học cách thư giãn khi gặp khách hàng. Thứ tư, không ngừng học, đọc, xem, bổ sung kiến thức cho mình. Và thứ năm, tìm cho mình một người coach hoặc một người mentor tốt. Chúng ta sẽ nói tiếp về các kỹ năng bán hàng và marketing hiệu quả khác trong các video tiếp theo để giúp bạn nâng cao chất lượng công việc hàng ngày của mình. Nếu bạn không muốn bỏ lỡ những kiến thức như thế này thì hãy subscribe channel Coach Duy Nguyễn, chọn chuông thông báo để được thông báo về những video mới nhất. Tôi biết có rất nhiều vấn đề bạn muốn biết để giúp ích cho công việc hiện tại của mình. Vì vậy, hãy comment câu hỏi của bạn vào phía dưới video này để tôi tư vấn cho bạn trong những video tiếp theo. Chúc bạn một ngày hiệu quả. Hẹn gặp lại. Xin chào.